Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thì cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi, đó chính là cái phiên tòa phúc thẩm vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý. Và như chúng ta biết thì thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý là kháng cáo, còn là cô Nguyễn Phương Hằng thì không kháng cáo nhưng mà cũng được triệu tập đến tòa. Bên cạnh đó thì phía bên kia thì có Hàn Ni và Đinh Lan cũng là kháng cáo. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ chia sẻ những cái thông tin và giao lưu với cô chú anh chị và các bạn về cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 này nhá. Đằng sau Phúc là ông cháu ạ, vừa livestream với cô chú anh chị vừa trông cháu. Thì theo cái báo Tiền Phong, mọi người vào có thể thả tim và chia sẻ livestream này ủng hộ cho Phúc nha. Và thưa cô chú anh chị, thì theo cái báo Tiền Phong, bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến tòa phúc thẩm dù không kháng cáo. Và cái phiên tòa này thì cô Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, thầy Đặng Anh Quân là kháng cáo giảm án, còn ba trợ lý là anh Tân, chị Nhi và chị Hà Lê thì kháng cáo để hưởng án treo. Hiện tại thì như cô Nguyễn Phương Hằng là 3 năm tù giam, thầy Đặng Anh Quân là 2,5 năm, mỗi trợ lý là 1,5 năm. Các trợ lý là kháng cáo là để là hưởng án treo 1,5 năm này. Thì chúng ta sẽ cùng Phúc Tài Chính sẽ đọc cái thông tin cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có những cái bình luận như thế nào, muốn trao đổi, muốn chia sẻ cái quan điểm của mình thì có thể comment cho Phúc Tài Chính biết nha. Và hôm nay thì ở trên báo Tiền Phong có một cái bài viết: bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm dù không kháng cáo. Tòa án triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên phúc thẩm cho dù bà Hằng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Hôm nay ngày 22 tháng 2, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định đưa vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương và các đồng phạm ra xét xử phúc thẩm vào chiều ngày 11 tháng 3 sắp tới đây. Thì như vậy là cái phiên tòa phúc thẩm này sẽ diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 3, rất là gần rồi cô chú anh chị ạ. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa cùng hai thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Đây là phiên tòa được mở vì bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên ngày 21 tháng 9 năm 2023 có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Và cái người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan ở đây kháng cáo cái bản án của cô Nguyễn Phương Hằng chính là Hàn Ni và Đinh Lan. Ngày trước thì Đinh Lan cũng, sau khi mà cô Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam ấy, thì Đinh Lan vẫn lên trên mạng xã hội chửi cô Nguyễn Phương Hằng, nói rất nhiều những cái câu phải nói là thậm tệ về cô Nguyễn Phương Hằng, xúc phạm rất nhiều đến danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân của cô Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên thì thời gian gần đây khi mà điều tra cái phiên tòa của Hàn Ni ấy, thì là cơ quan chức năng cũng có ghi là điều tra thêm cả Facebook rồi cả YouTube, trong đó có cả tên Đinh Lan nữa, thì gần đây là Đinh Lan là ít lên trên mạng xã hội cũng như là ít nói về bà Nguyễn Phương Hằng rồi. Đúng là cứ cơ quan chức năng sờ gáy một cái là ngoan ngay. Trong quá trình Phúc Tài Chính chia sẻ thì cô chú anh chị và các bạn có cái comment nào, có cái ý kiến nào thì có thể comment giao lưu với Phúc Tài Chính nha. Và cụ thể là kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là những người mà kháng cáo phía bên mình. Và bà Nguyễn Phương Hằng thì không kháng cáo. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư, cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thì bây giờ thì ở trên báo đã ghi là cựu nhà báo về cái vị trí của Hàn Ni rồi. Ngày trước thì Hàn Ni cũng dựa vào cái mác là nhà báo luật sư lên để nói rất nhiều những cái thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng. Và đến bây giờ khi cơ quan chức năng điều tra thì đã điều tra kết luận rằng là bà Đặng Thị Hàn Ni cũng như là ông Trần Văn Sĩ đã đưa ra những cái thông tin vu khống, xúc phạm, xâm phạm vào đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Hàn Ni và Trần Văn Sĩ không còn là nhà báo và luật sư nữa, trở thành nhà
luật sư rồi. Thì khi mà chúng ta lên mạng, rất nhiều người dùng những cái danh mỹ miều như nhà báo luật sư, đưa những cái thông tin ở trên mạng xã hội, nhưng mà đến cuối cùng thì khi đến bây giờ cơ quan chức năng điều tra thì mới té ngửa ra rằng là đó đều là những cái thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc. Đúng là thực sự là lên trên mạng chúng ta cũng phải hết sức là bó cẩn. Như cô chú anh chị thấy ấy, thì cô Nguyễn Phương Hằng lên trên mạng xã hội đầu tiên là để bóc trần những cái việc làm lừa đảo của ông thần y Võ Hoàng Yên. Và với Võ Hoàng Yên thì chúng ta có thể khẳng định rất chắc nịch là ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bởi vì là chữa bệnh câm, bệnh điếc bằng những cái hành động như vỗ tay rồi là các kiểu nhìn rất là gây sợ của chú anh chị ạ. Nếu có chú anh chị nào đã từng nhìn những cái xem những cái clip mà ông Võ Hoàng Yên ông ấy chữa bệnh theo cái kiểu vật lý, tác động vật lý rất là mạnh đến người bệnh như vậy, nhiều em nhỏ, nhiều người chữa bệnh qua tay ông Võ Hoàng Yên là đau rất nhiều đấy chứ, tổn thương cả về tinh thần lẫn cái thể xác. Và như cô chú anh chị biết thì cô Nguyễn Phương Hằng đã lên vạch mặt những cái việc làm xấu của ông Võ Hoàng Yên. Từ đó khi mà ông Võ Hoàng Yên đã được Hoài Linh quảng bá rất nhiều trên mạng xã hội, mà lại là một người nghệ sĩ nổi tiếng nữa, nên là rất nhiều người dân đã vì yêu quý ông Hoài Linh mà tin tưởng ông Võ Hoàng Yên. Và khi mà cô Nguyễn Phương Hằng mong muốn rằng là Hoài Linh sẽ lên một cái tiếng nói nào đó trên mạng xã hội công tâm mà nói để xem rằng Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh hay không, bởi vì ông Hoài Linh là người nghệ sĩ của nhân dân, mà đã là người nghệ sĩ của nhân dân thì phải có những cái tiếng nói tốt cho người dân. Nhưng mà trước rất nhiều áp lực từ cộng đồng mạng và từ cái tiếng kêu gọi của cô Nguyễn Phương Hằng thì Võ Hoài Linh vẫn kiên quyết không ra tiếng, không ra lời. Và cuối cùng thì sao, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng nói về câu chuyện từ thiện của Võ Hoài Linh thì cuối cùng là mới té ngửa ra là tiền từ thiện của người dân miền Trung hơn 6 tháng rồi vẫn chưa thấy giải ngân. Và từ đó thì bắt đầu là bóc trần ra cái câu chuyện từ thiện của những người nghệ sĩ và kéo theo đông đảo những cái bình luận từ trên mạng xã hội. Và ngày đó thì có gần như 100% những người ủng hộ của Nguyễn Phương Hằng khi mà mong muốn rằng những người nghệ sĩ đã nhận được cái sự tin tưởng từ các mạnh thường quân thì sẽ đưa cái tiền từ thiện đến tay người dân. Nhưng mà cuối cùng thì những người nghệ sĩ cương quyết là không đưa ra sao kê, và như là phải nói là người dân, rồi rất nhiều người, trong đó có tất cả cô chú anh chị ở đây, cùng góp cái tiếng nói trên mạng xã hội thì mới có một số người nghệ sĩ chịu sao kê, ví dụ Trấn Thành hay là Thủy Tiên. Nhưng với Đàm Vĩnh Hưng thì đến tận bây giờ vẫn chưa sao kê, chưa minh bạch câu chuyện từ thiện. Khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã lên trên mạng xã hội để bóc trần những cái sự thật như thế thì cuối cùng là đã gặp được rất nhiều những người nghệ sĩ cũng có, rồi là cả YouTuber cũng có, họ tấn công cô Nguyễn Phương Hằng liên tục ở trên mạng xã hội bằng những cái lời lẽ xấu xa nhất. Bằng cái sự tấn công trên mạng xã hội như vậy thì đã tạo một cái áp lực rất lớn cho cô Nguyễn Phương Hằng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đến bây giờ thì với cái phiên tòa sắp tới đây, là khoảng một tuần nữa thì sẽ là phiên tòa mà sẽ diễn ra xét xử Hàn Ni, thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ bị đưa ra xét xử. Đến bây giờ những người mà tấn công bà Nguyễn Phương Hằng như Hàn Ni và Trần Văn Sĩ cũng đã bắt đầu phải trả giá rồi. Khi ngày 1 tháng 11 sắp tới đây thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ cũng sẽ phải đến cái phiên xét xử, xét xử những cái lời mà đã từng buông ra với bà Nguyễn Phương Hằng, những cái lời mà vu khống này, nói những cái điều sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, và Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ phải trả giá. Như cô chú anh chị thấy ấy, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng bị có cái lệnh bắt tạm giam ấy, thì khi đó thì Hàn Ni lên trên mạng xã hội rất là đắc chí, nào là nhảy múa, nào là vui cười, Hàn Ni cực kỳ đắc chí. Và từ đó thì cho đến khi Hàn Ni bị bắt thì Hàn Ni lên trên mạng lúc nào cũng nhai đi nhai lại cái từ bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Và Hàn Ni cảm thấy rất đắc chí với cái từ bị cáo này và dùng nó tận dụng mọi lúc để có thể hạ nhục được bà Nguyễn Phương Hằng. Và đúng như kiểu là cười người hôm trước hôm sau người cười, quả báo thì đến rất là nhanh. Và chỉ một thời gian tầm khoảng hơn một năm sau thì Hàn Ni cũng đã bị có cái lệnh tạm giam. Và như cô chú anh chị thấy, khi mà Hàn Ni bị tra tay vào cái còng số 8 ấy, thì khi đó thì mặt của Hàn Ni cực kỳ là ngơ ngác. Cực kỳ là ngơ ngác, bởi vì là Hàn Ni là mặc dù là mang tiếng luật sư, nắm rõ luật trong tay đấy, nhưng mà hình như Hàn Ni quá dương dương tự đắc. Chính Hàn Ni mới là cái người mà ngồi xổm trên pháp luật. Khi mà bị tra tay vào còng số 8 thì Hàn Ni rất là ngơ ngác. Và có lẽ Hàn Ni không ngờ rằng những cái gì mà Hàn Ni nói về bà Nguyễn Phương Hằng đã vi phạm pháp luật nặng như vậy.
đây không phải là cái chuyện cũ mà đây là một cái thông tin rất mới, đó chính là cái phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1 tháng 3 của chú ý chị nhé. Thì ngày 19 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư, Trần Văn Sĩ luật sư thực hiện ra xét xử ngày 1 tháng 3. Thì theo quyết định, vụ án dự kiến được xét xử trong một ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân công 3 kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Như vậy thì trong tháng 3, đúng là một cái tháng mà có nhiều sự kiện. Vừa ăn Tết xong một cái thì rất nhiều sự kiện hay. Đầu tiên là ngày 1 tháng 3 này sẽ là phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Và tiếp đó khi đến ngày 11 tháng 3 sẽ là phiên tòa phúc thẩm của cô Nguyễn Phương Hằng. Ở đó thì thầy Đặng Anh Quân cùng với 3 trợ lý là kháng cáo. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni có 3 luật sư bảo chữa, bị cáo Trần Văn Sĩ có 2 luật sư. Tòa cũng triệu tập bị án Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đang thụ án 3 năm tù, tới tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Như cô chú anh chị thấy ở cái phiên tòa này thì đi cùng Hàn Ni thì sẽ có 3 luật sư bảo chữa, đi cùng Trần Văn Sĩ thì sẽ có 2 luật sư. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, vừa nãy thì ở trên kênh TikTok có một Lươn comment vào kênh Phúc Tài Chính. Thì nào là bạn Lươn này thì có nói đây là chuyện cũ. Thực ra thì đến bây giờ khi mà cô Nguyễn Phương Hằng mà bị tạm giam ấy, thì họ rất là hả hê. Họ thấy là họ đã thắng. Họ hùa vào những câu chửi xúc phạm của bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ. Và đến bây giờ Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị bắt và sắp tới đây bị xét xử thì họ lại comment vào kênh Phúc Tài Chính nói rằng đây là chuyện cũ. Cũ thế nào mà cũ, đây là chuyện quá mới luôn. Thực sự đây là cái chuyện rất là mới. Rất là mới. Và có lẽ là Lươn thì không thích điều này. Lươn thì không thích là họ muốn rằng là những gì mà bà Hàn Ni, ông Trần Văn Sĩ nói về bà Nguyễn Phương Hằng là đúng cơ. Họ không muốn là đây là những cái thông tin. Họ không muốn chấp nhận sự thật là cơ quan chức năng đã điều tra và kết luận rằng là những cái điều mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ nói về bà Nguyễn Phương Hằng là vu khống nhục mạ. Họ không muốn chấp nhận điều này. Đấy. Nhưng mà chả lẽ luật pháp đã lên tiếng mà họ lại không chấp nhận hay sao? Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã có 3 luật sư bảo chữa và bị cáo Trần Văn Sĩ có 2 luật sư. Thì như cô chú anh chị và các bạn là công nhận là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ là những người học luật. Và khi mà chúng ta đã nói đến luật sư thì chúng ta luôn luôn mặc định rằng họ là những người mà hiểu luật pháp, nắm luật pháp trong tay. Và vì hiểu và nắm luật pháp trong tay và nếu như là những người công dân tốt và thượng tôn pháp luật thì họ sẽ phải là tôn trọng pháp luật và không vi phạm pháp luật. Bởi vì là nếu như mà không biết luật mà vi phạm pháp luật thì không nói làm gì. Nhưng mà đây là biết luật nhưng mà lại phạm tội, lại cố thì chứng tỏ là cố tình phạm tội. Đấy thì tội quá là nặng luôn đúng không cô chú anh chị? Nếu cô chú anh chị và các bạn đồng ý thì có thể comment số 1 nha. Và hai người này là những người là học luật sư. Đấy, rồi là những người mà trở thành luật sư để mà đi làm. Bởi vì riêng cái ngành luật sư ấy, muốn trở thành luật sư là lại phải học ở học viện tư pháp, rồi lại thi thố đủ các kiểu cơ. Đấy, một con đường học tập và làm việc như thế vậy. Mà đây là như Hàn Ni là cũng hơn cũng khoảng 45 tuổi rồi. Ông Trần Văn Sĩ thì cũng 67 tuổi rồi. Là những người không phải là những người mới học luật mới ra trường, mà là những người đi làm luật đã dày dặn kinh nghiệm rồi. Nắm luật trong tay như thế, thời gian làm luật sư lâu như thế, nhưng mà đến bây giờ vẫn phải là bị vô tù và trở thành những con người vi phạm pháp luật như thế này. Và đến bây giờ thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ thì vẫn nói là không phạm tội, vẫn cố cãi. Thì chắc chắn là đến phiên tòa sắp tới đây chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thông tin hay của chú anh chị và các bạn ạ. Đấy, đáng lẽ là luật sư thì sẽ phải đi thu tiền của người khác nhưng bây giờ lại phải bỏ tiền cho người khác để mà làm luật sư cho mình. Theo nội dung vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, hai bị cáo đã lợi dụng tư cách là nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng, đăng phát biểu nhiều video có thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật. Thông tin có nội dung bịa đặt sai sự thật,
gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Thì thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì trong cái kết luận điều tra ở đây, khi mà đã cơ quan điều tra đã điều tra và kết luận, và đặc biệt đến bây giờ thì đã đăng tràn lan trên các mặt báo, thì cơ quan điều tra đã khẳng định rằng là bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã lợi dụng tư cách nhà báo luật sư để mà làm ra những cái hành vi mà vi phạm pháp luật như thế này. Đây là cái điều không chấp nhận được cô chú anh chị ạ. Bởi vì nhiều người dân cũng thật thà, thấy người ta là nhà báo, thấy là người ta là luật sư, nên là cứ nghĩ là những gì họ người ta phân tích là đúng. Nhưng mà không ngờ là họ lại trở thành những cái người mà lợi dụng vào cái tư cách nhà báo và luật sư này để mà thu thập thông tin. Anh Nam Lê có comment rằng là trình độ học vấn khác hẳn với trình độ nhận thức mà em. Thì em nghĩ rằng là họ là những người mà biết luật đấy, nhưng mà có lẽ là vì những cái lợi ích hoặc là những cái lợi ích phía sau như thế nào đó, thì họ đã đi ngược lại những cái đạo lý như thế này. Bởi vì có thể họ phản biện với bà Nguyễn Phương Hằng. Cái việc phản biện trên mạng xã hội là cái việc mà thường xuyên diễn ra. Nhưng mà họ sẽ phản biện một cách văn minh. Ví dụ như chúng ta nói về câu chuyện của Võ Hoàng Yên, hay là chúng ta nói về cái câu chuyện từ thiện, thì chúng ta phản biện những câu chuyện xã hội, phản biện một cách văn minh, chứ không phải là như là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ moi móc vào những cái bí mật đời tư, bí mật đời sống của bà Nguyễn Phương Hằng. Và theo luật đã ghi ở đây rằng là họ đã phát nhiều những cái video thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định của pháp luật. Thì thưa cô chú, anh chị và các bạn, những cái thứ mà nó thuộc về thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của một công dân thì đó là những cái điều mà được pháp luật bảo vệ. Nên là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ là nói về bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà nếu ở cái trên tư cách của xã hội ấy, thì là bà Nguyễn Phương Hằng chả có một cái lỗi gì với người dân cả, nên họ không thể nào moi móc được ra, mà họ chỉ có cách là moi móc vào đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Chính vì vậy nên đến bây giờ vào tù là đúng rồi. Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Viện kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta có thể thấy ở đây truy tố Hàn Ni và Trần Văn Sĩ theo khoản 2 điều 331. Như vậy là cái án này rất là tăng nặng, cô chú anh chị này. Là theo khoản 2 và điều 331 ấy, thì là cái khung hình phạt sẽ từ 2 năm đến 7 năm. Nên là hoàn toàn là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ phải chịu cái mức án tù là từ 2 năm đến 7 năm. Và như cô chú anh chị thấy thì chúng ta đã từ cái phiên tòa xét xử của cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân ấy, thì chúng ta thấy là như cô Nguyễn Phương Hằng là 3 năm, thầy Đặng Anh Quân là 2 năm rưỡi. Nên là với phúc tài chính ý thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ còn phải cao hơn cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Bởi lẽ là như cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân ấy, thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ là những người biết luật mà lại phạm luật này, xong đến bây giờ thì vẫn còn chối tội. Và đặc biệt như cô Nguyễn Phương Hằng ấy, thì có rất nhiều những cái công việc từ thiện, quỹ mổ tim này, để cứu giúp trái tim trẻ em này, hay là quỹ não ung thủy này, cứu những trẻ em bị dị tật bẩm sinh này, rồi là quỹ giờ vàng, cứu giúp những con người mà bị tai nạn vào những cái khung giờ mà lại còn chưa liên hệ được với người thân ấy. Đấy, thì cứu giúp họ. Rồi là xây đường, xây trường. Rồi là cả quỹ hoàn lương, nó rất nhiều những cái quỹ tài trợ cho cả trẻ em nghèo nữa. Thì có rất nhiều những cái việc như vậy. Nên là cô Nguyễn Phương Hằng là được giảm án rất là nhiều, có những cái tình tiết được giảm nhẹ như vậy. Còn Hàn Ni và Trần Văn Sĩ thì không hề thấy báo chí lên trên mạng nói về là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ có những công tác từ thiện, không hề có của chú anh chị ạ. Hàn Ni và Trần Văn Sĩ không hề có những cái công tác từ thiện, nên là chắc chắn một điều rằng là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ không được giảm án nhiều như cô Nguyễn Phương Hằng đâu, không có những cái tình tiết giảm nhẹ như cô Nguyễn Phương Hằng. Vì vậy nên Hàn Ni và Trần Văn Sĩ là sẽ còn bị nặng hơn cô Nguyễn Phương Hằng. Đó là những cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chú Nguyễn Linh có comment rằng là học luật mà phạm sai về luật, suy ra cũng vì tiền, tình tiết này thì khó lường.
phạm luật, biết luật mà lại phạm luật. Bởi vì nếu như mà là người luật sư ấy mà đã biết luật rồi ấy, thì họ có thể lên phản biện vào Nguyễn Phương Hằng một cách văn minh, phản biện những cái điều mà liên quan xã hội, nhưng mà đây lại bịa đặt những cái thông tin sai sự thật, nói về những cái bí mật đời tư, bí mật gia đình, rồi đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, thì như vậy là đã sai, quá sai rồi. Mà không chỉ là bà Nguyễn Phương Hằng mà còn họ còn nói về cả ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu nữa. Nên là biết luật mà lại phạm luật. Vì vậy nên cuộc sống này có rất nhiều con người kiếm tiền bất chấp, cô chú anh chị ạ. Và thưa cô chú anh chị, thì Phúc Tài Chính mới tạo ra một cái website là phuctaichinh.vn. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể vào đó để tham quan, cô chú anh chị nhé. Ở đó thì có những cái mặt hàng, cũng như là sắp tới đây Phúc Tài Chính sẽ chia sẻ một số bài viết lên trên đó. Những cái bài viết, những cái chương trình ngoài bút chính nghĩa chẳng hạn, thì cô chú anh chị và các bạn có thể là vào trang web phuctaichinh.vn để đọc nhé. À, cháu chào chú Tú Trương nhé. Cháu có nhắn tin cho chú rồi đấy. Cháu có nhận được cái bài thơ mà chú gửi cho cháu, chắc là tham gia chương trình ngoài bút chính nghĩa, thì cháu nhận được rồi chú nhé. Chú có thể gửi cho cháu thông tin, số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn, để khi nào trao giải thì cháu sẽ gửi đến cho chú. Cứ gửi bài là chắc chắn là sẽ có quà, cô chú anh chị ạ, quà to quà bé thôi. Còn là những cái bài Phúc Tài Chính là sẽ chọn lọc ra những bài viết xuất sắc nhất để đọc ở trên kênh. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể gửi đến cho Phúc những cái bài thơ, những cái bài viết, bài phân tích về drama về cô Nguyễn Phương Hằng để tham gia chương trình ngòi bút chính nghĩa nhé. Và phần quà cũng rất là lớn đấy, cũng không phải là bé đâu. Phần quà nào là có nồi cơm điện Cúc Cu hơn 3 triệu đồng này, nồi lẩu hơn 1 triệu đồng này, và cùng rất nhiều những cái phần quà ý nghĩa nữa. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu, tỉnh Bình Dương được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thì như cô chú anh chị thấy thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lên trên mạng xúc phạm không chỉ là bà Nguyễn Phương Hằng mà còn cả ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam, tức là tấn công doanh nghiệp đấy, và cả quỹ từ thiện Hằng Hữu nữa. Thì cơ quan điều tra đã xác định rằng trong cái vụ án này thì bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án, thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube tên LS Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook tên Nhà báo Hàn Ni và một số đối tượng khác đã đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Đấy nhá, các bạn lượn nghe nhá, đây là một cái thông tin rất mới chứ không phải cũ đâu nhá. Đó chính là giống như từ trước tới nay, phải đến 3 năm nay, thời gian rất là dài đấy, trước khi mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị bắt, thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã nói rất nhiều đến bà Nguyễn Phương Hằng. Đấy, và những bạn lươn thì cứ nghĩ rằng là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ nói đúng nên là hùa vào để chửi bà Nguyễn Phương Hằng. Nào là, nhưng mà đến bây giờ thì họ chắc là họ cũng phũ phàng, họ nhận ra rằng là cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định là Hàn Ni, Trần Văn Sĩ và một số đối tượng khác đã tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Đúng như đó là một cái cú vả rất lớn vào các bạn lươn và những người đã ủng hộ Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Các buổi ghi hình này, bài đăng này nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam. Và như cô chú anh chị thấy, Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã gây ảnh hưởng lớn đến quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty Đại Nam. Với quỹ từ thiện Hằng Hữu thì cô chú anh chị thấy đây là một quỹ mà làm từ thiện. Và ở đây cơ quan điều tra đã xác định rằng là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ và những người đã từng tấn công bà Nguyễn Phương Hằng đã gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu. Đây thực sự là một điều mà khiến chúng ta cảm thấy rất là chua xót, và đồng nghĩa với đó là thấy bức xúc rất lớn với Hàn Ni, Trần Văn Sĩ và cũng rất nhiều người nữa. Và chú Nguyễn Linh có comment là vì lợi ích cá nhân nhẫn tâm đánh phá một doanh nghiệp mà hàng năm đóng thuế cho nhà nước. Và một khi mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần Đại Nam thì tức là đã không chỉ là gây ảnh hưởng đến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng mà còn cả tập thể của một công ty cổ phần Đại Nam, mà ở đó thì có rất nhiều nhân viên, rất nhiều con người đang hàng ngày kiếm tiền ở đó, ảnh hưởng đến công việc của họ,
đồng nghĩa với đó là ảnh hưởng đến thu nhập của họ, và tiếp tục nữa là ảnh hưởng đến cả miếng ăn, rồi là họ phải nuôi gồng gánh bố mẹ già, gồng gánh con thơ. Thì đó là những cái hành động rất là nhân tâm, giống như chú Nguyễn Lĩnh đã comment. Và như cô chú anh chị thấy thì khi mà cơ quan chức năng đã viết ở đây là Hà Ni và Trần Văn Sĩ đã gây ảnh hưởng lớn đến quỹ từ thiện Hằng Hữu, thì không biết là đến cái phiên tòa Hà Ni và Trần Văn Sĩ có thể chống chế hay cũng như là có thể bao biện về bản thân như thế nào khi mà lại đi đánh phá một cái quỹ từ thiện. Đây nhé, ở đây là cơ quan chức năng đã nhìn nhận rõ, cơ quan chức năng đã kết luận ở đây rồi, chứ không phải là mình nói bừa nhé. Các buổi ghi hình bài đăng này nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng, và gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu, công ty cổ phần Đại Nam. Quỹ từ thiện Hằng Hữu của cô Nguyễn Phương Hằng ấy thì là nơi mà làm rất nhiều những công việc thiện nguyện. Và trong cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 thì chú luật sư Hồ Nguyên Lễ đã đứng trước tòa và tổng kết những điều mà quỹ từ thiện Hằng Hữu đã làm, những con số lên đến hàng trăm tỷ. Liệu rằng là khi mà đánh phá vào quỹ từ thiện Hằng Hữu này thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ được cái gì đây? Có lẽ là họ chỉ được tiền, và cuối cùng là họ lại làm những cái hành động nhẫn tâm như vậy. Quỹ từ thiện Hằng Hữu là nơi mà đã tạo ra cứu rất nhiều trẻ em bị tim bẩm sinh, cứu rất nhiều trẻ em bị não úng thủy bẩm sinh, rồi là cứu rất nhiều những người bị tai nạn giao thông. Và thưa cô chú anh chị đấy, nhiều người bị tai nạn giao thông ở đường, rồi là cuối cùng là khi mà đem vào bệnh viện, có những trường hợp mà nói là nguy kịch, mà đến bây giờ giả sử như không liên hệ được với người nhà, và thậm chí liên hệ được với người nhà nhưng mà người nhà nghèo không có tiền thì sao? Đấy, thì nhờ cái quỹ từ thiện Hằng Hữu của cô Nguyễn Phương Hằng để cứu giúp được những con người này. Rồi là cả những quỹ hoàn lương nữa, những con người đã từng lầm lỡ, họ về, có khi họ bị miệt thị, họ muốn làm lại cuộc đời nhưng mà cuộc đời lại không cho họ cơ hội. Nhưng mà cuối cùng cô Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra cái quỹ hoàn lương để họ có thể có được những công việc, có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Những cái việc làm nhân văn như vậy. Rồi là cả trong đại dịch Covid-19, cô Nguyễn Phương Hằng đã cho cái nơi là trường đua Đại Nam là có thể là nơi cách ly tập trung đấy, hỗ trợ cho nhà nước, rồi là tài trợ bình oxy. Rất nhiều những công việc thiện nguyện trong cái dịch Covid-19, rồi cả những cái găng tay này, găng tay y tế này, khẩu trang, rất nhiều công việc thiện nguyện như vậy. Cô chú anh chị nào còn nhớ thì có thể comment cho Phúc biết nha. Những cái thông tin như là trao những quà tặng cho trẻ em nghèo để mà trao những cái quà tặng cho trẻ em nghèo để mà khích lệ các em ấy học tập tốt hơn để xây dựng đất nước. Rồi là rất nhiều xây đường, xây trường, xây cầu. Đấy, những cái nơi biết đâu Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã đi qua thì quỹ từ thiện Hằng Hữu đã làm rất nhiều những cái việc làm tốt như vậy. Và cuối cùng mà họ lại đi đánh phá để gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu này, thì thực sự họ không phải là những người bị hại mà đúng là những người phá hoại. Như trong cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 cô Nguyễn Phương Hằng đã nói về họ, quá chuẩn luôn. Do vậy bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Theo kết quả điều tra, Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Bà Đặng Thị Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Và thưa cô chú anh chị, ở đây đứng trước cái sự vu khống tấn công đó thì cô Nguyễn Phương Hằng đã gửi những cái đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Và có lẽ đến bây giờ thì các bạn Lươn cũng sẽ rất là sợ đây này. Bởi vì là cô Nguyễn Phương Hằng không chỉ là gửi đơn Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, mà cô Nguyễn Phương Hằng còn gửi đơn rất nhiều người nữa, một loạt danh sách người nữa, chứ không chỉ là những người này đâu. Nên khi mà phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ cũng là những cái lời cảnh báo cho những người mà đã từng sử dụng mạng xã hội lên để vu khống nhục mạ, trà đạp nhân phẩm danh dự của bà Nguyễn Phương Hằng, động chạm đến khui ra những cái họ động chạm đến cái bí mật đời tư, đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, những cái thứ mà được pháp luật bảo vệ. Mà cuối cùng đấy, họ khui ra những cái bí mật đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng cuối cùng có đúng đâu, toàn là bịa đặt những thông tin sai sự thật mà thôi. Còn ông Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube mang tên
luật sư Trần Văn Sĩ để phát nhiều buổi ghi hình như Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền, chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần Đại Nam như Nguyễn Phương Hằng, Dũng Lò Vô đã thất bại toàn tập trên livestream. Theo kết luận, các tài liệu này có nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đến bây giờ thì những người đã từng lên xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Cứu đã bị trả giá. Và như vừa nãy có bạn Lươn bạn nói, đây là câu chuyện đã cũ. Cũ là cũ thế nào? Với những người fan chính nghĩa thì đây là cái phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Cái phiên tòa mà chúng ta có lẽ là đã chờ đợi gần 2 năm rồi. Gần 2 năm, gần 3 năm rồi chứ không phải là mới hay cũ gì ở đây cả. Đây là cái phiên tòa mà chúng ta đã chờ đợi rất là lâu. Có lẽ các bạn Lươn thì không muốn nhìn vào cái sự thật này. Nhưng mà chúng ta, những người mà đã từng lên tiếng về chính nghĩa, lên tiếng ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng, thì chúng ta phải nhắc đi nhắc lại về cái phiên tòa này, bởi đó là một cái lời khẳng định mạnh mẽ về những con người đã lên xúc phạm uy tín nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng, rồi là bịa đặt những thông tin sai sự thật. Chú Đình Thanh bảo là cháu nói quá chuẩn, bảo cho cảm ơn cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể thả tim, thả like và chia sẻ livestream này cho Phúc nha. Rất nhiều khuyến mãi, có rất nhiều những cái combo deal hấp dẫn, thì mời cô chú anh chị hãy cùng đón xem tại livestream video này nhá. Răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhá. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà dùng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhá. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Và cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhá. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000, và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi thì giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô liu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ mát xa da đầu tầm khoảng độ 5 phút.
và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho đầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé, sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. On mọi người nhé, đây là sữa tắm On này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Những dầu xoa bóp ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. Một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị cặp dầu gội xả micen nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm dành cho mọi loại tóc bị khô và hư tổn, rụng nhiều, với thành phần được chiết xuất từ 7 loại tinh dầu khác nhau, giúp làm mới và nuôi dưỡng chăm sóc tóc bị hư tổn. Đặc biệt là sẽ giúp làm mượt tóc và giữ màu cho tóc nhuộm. Thì các cô và các chị mà nếu như đang nhuộm tóc muốn giữ màu cho tóc nhuộm thì nên sử dụng cái sản phẩm micen này, sẽ giữ được màu cho tóc nhuộm rất là lâu. Và đặc biệt sản phẩm này cũng chống gãy rụng tóc nữa. Cùng với cái dầu dưỡng micen này sẽ đem lại cho cô chú anh chị một cái mái tóc cực kỳ mềm mượt. Và đây là sản phẩm mà Phúc Tài Chính cũng như mẹ Phúc Tài Chính rất là thích, bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta bóng, khỏe, chắc và mềm mượt. Thì cách dùng thì đầu tiên cô chú anh chị hãy lấy một cái lượng dầu gội thoa lên tóc và làm sạch da đầu, sau đó là xả lại với nước và thêm một chút dầu dưỡng nữa, massage tóc từ 3 đến 5 phút và xả lại với nước, chúng ta sẽ có một mái tóc vừa sạch và vừa bóng mượt. Và đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và mỗi chai này sẽ còn là 680ml của chú anh chị nhé. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, khi cô chú anh chị mua một cặp dầu gội xả micen Hàn Quốc trị giá 390.000 đồng thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 đồng. Đây là tuýp dầu lạnh xoa bóp cô chú anh chị nếu như bị đau nhức chân tay này, vai gáy này thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để xoa bóp, xóa tan đi cái cơn đau đó. Và chỉ với 390.000 đồng cô chú anh chị sẽ có ngay một cặp dầu gội xả micen chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc và tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 đồng nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số 0374590012 để được hỗ trợ mua cái deal với cái giá cực kỳ hời và nhiều phần quà hấp dẫn nha. Và đặc biệt là đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết tay. Đến cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhá.
Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua 2 kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng 1 kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Đây là có 4 loại hộp táo đỏ. Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này. Đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Cái táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng 1 kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng 1 kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. 2 hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000. Tặng 1 kẹo sâm 45.000. Có một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 2 hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000. Tặng 1 kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng 1 kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng 1 gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là
khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là Mật Ong Chanh Vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng, thì Mật Ong Chanh Vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng. Và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát, và rất tốt cho cổ họng. Và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro, uống 2 thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho. Và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195.000, và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000. Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để được nhận cái deal hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích. Là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc, với dạng bột hòa tan này, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi. Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da này, thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này, mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Và cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng 2 lần, mỗi lần pha 2 cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích. Và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590012 để nhận được một cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả, hãy gọi đến số điện thoại 0374 590012 để nhận được cái deal này nha.
theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng, đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến, luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580g với giá là 250.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này. Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này. Hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả, tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây thì bên Phúc Tài Chính còn có rất nhiều những cái sản phẩm về sâm nữa. Và trong cái dòng sâm tẩm mật ong này thì còn có một cái loại sâm củ tẩm mật ong cao cấp, hộp 8 củ lớn 300g với giá là 850.000. Và cô chú anh chị và các bạn cũng sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và cái hộp hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong 6 năm tuổi này với 8 củ lớn 300g thì nó rất là to và rất là xịn để cô chú anh chị và các bạn có thể mang trở thành một món quà biếu cực kỳ sang trọng, lịch sự và có ích cho sức khỏe của người được tặng. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn muốn mua sản phẩm này và nhận được một cái deal rất là hời 850.000 và tặng ngay một gói kẹo sâm thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những điều ý nghĩa nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cao hồng sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ
Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực, này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời. Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn. Và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi. Và ở trong đây có tất cả là 300g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này. Và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc, và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận, không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn. Thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc, khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Phúc Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi, và tổng cộng sẽ là 300g, là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm xơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi, cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một hộp là 300g và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nha.
Theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, EC, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác, tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú, anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ, thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú, anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000, thì cô chú, anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú, anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật. Tài Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là chị xài thấy tốt em ạ, em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn An Cung. Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy. Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng, nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn. Và về phí ship thì bên Phúc Tài Chính cũng sẽ hỗ trợ tối đa, giảm ship và miễn phí ship trong tùy từng trường hợp. Thì với những cái đơn hàng từ 1 đến 2 cân thì ở khu vực Hà Nội phí ship sẽ là 10.000 đồng và những cái tỉnh khác thì sẽ là 15.000 đồng. Với những đơn hàng lớn từ 3 đến 4 cân, một cái thùng rất là to đấy ạ, thì phí ship ở Hà Nội sẽ là 20.000 đồng, còn phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 30.000 đồng. Còn với những cái đơn hàng mà cô chú anh chị mua những cái đơn hàng rất lớn, từ 5 đến 6 cân một cái thùng hàng rất to đấy ạ, thì phí ship
ở khu vực Hà Nội sẽ là 30.000 đồng và phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 50.000 đồng. Đây là một cái giá ship mà Phúc Tài Chính đã giảm tối đa từ 50 đến 70% phí ship rồi. Và cô chú anh chị chỉ cần trả từ 30 đến 50% mà thôi. Và một lần nữa thì Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đặt mua hàng từ bên Phúc Tài Chính. Đó là một cái sự ủng hộ Phúc Tài Chính cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video mới nhất nhé. Bye bye!